Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn là một cái thực đơn giúp cho các bạn là giảm cân vào bữa tối ha. Một điều mà mình thấy như thế này đó là vào bữa tối đó, rất nhiều bạn nha, các bạn ăn rất là nhiều vào bữa tối nhưng vào bữa sáng thì các bạn ăn rất là ít, thậm chí là các bạn không ăn bữa sáng luôn. Lý do đầu tiên cho cái việc mà các bạn ăn bữa tối nhiều đó là do các bạn đi học rồi đi làm rồi làm việc này kia ấy, thì cả ngày rồi các bạn làm việc rất là quần quật ấy, thì vào bữa tối là cái lúc mà các bạn cảm thấy mệt cũng như là đói, nên vào bữa tối các bạn ăn rất là nhiều. Bên cạnh đó thì bữa tối là cái bữa mà các bạn hay tụ tập này, nhậu nhẹt ăn uống này, cũng như là chị em thì hay đi trà sữa rồi ăn đêm ấy. Thì các bạn ăn bữa tối nhiều cộng với cái việc mà các bạn ăn đêm á, là cái nguyên nhân chính khiến cho các bạn là bị tăng cân. Còn lý do thứ hai đó là dành cho những cái bạn mà tập luyện để mà giảm cân đó. Thường á thì mình thấy là nhiều bạn đi tập luyện vào buổi chiều, và sau cái quá trình mà các bạn luyện tập á thì các bạn rất là mệt cũng như là đói, và về đó thì các bạn ăn rất là ngấu nghiến, các bạn ăn rất là nhiều. Thì khi mà các bạn ăn ngấu nghiến, các bạn ăn nhiều á thì nó sẽ bù lại cái nguồn năng lượng mà các bạn đã mất, cũng như là các bạn hết mệt ngay. Nhưng á, các bạn biết không, vào bữa tối đó thì cơ thể của chúng ta sau khi mà luyện tập á, nhưng mà các bạn biết không, thì sau khi mà các bạn ăn bữa tối xong, các bạn lên và các bạn ngủ á, thì cơ thể của chúng ta chỉ hồi phục sức khỏe và cơ bắp mà thôi. Các bạn nhớ nhé, chỉ hồi phục sức khỏe và cơ bắp mà thôi. Khi mà các bạn ăn nhiều vào bữa tối á thì cơ thể của chúng ta sẽ không sử dụng hết cái nguồn dinh dưỡng mà các bạn nạp nhiều vào bữa tối, thì dẫn đến một cái việc mà các bạn dễ tích mỡ cũng như là tăng cân, đặc biệt đó là tích mỡ vùng bụng. Bởi vậy á thì cái lời khuyên của bản thân mình cho những cái người luyện tập đó là các bạn nhớ cái câu này nè: sáng ăn như vua, trưa ăn như hoàng tử và tối ăn như ăn mày. Đó là cái nguyên tắc của cái người luyện tập để mà các bạn giảm cân ha. Rồi thì quay lại cái vấn đề của chúng ta, đó là ở đây á không phải là bữa tối là các bạn ăn hết chừng này đâu. Ở đây nó sẽ chia thành hai cái thực đơn. Thực đơn đầu tiên đó là các bạn ăn một chén cơm trắng này, một lát cá ngừ và một ly soy protein. Đây các bạn. Các bạn buổi tối thì các bạn có thể là chế khoảng 2 muỗng soy thôi. Các bạn chế khoảng 2 muỗng soy là ok rồi. Bữa tối cung cấp cho các bạn là rồi. Soy cung cấp cho các bạn là protein từ thực vật, vitamin, khoáng chất cũng như là chất xơ và chất béo tốt, giúp cho các bạn hỗ trợ giảm cân rất là tốt ha. Cá ngừ thì cung cấp protein từ động vật ha, và những cái vitamin khoáng chất khác trong cá ngừ nữa cũng rất là tốt cho cơ thể của chúng ta và việc giảm cân. Cá ngừ nó không có chất béo nha các bạn, cá ngừ là cá biển mà không có chất béo luôn. Cá ngừ là cá mà rất là tốt cho cái người giảm cân, nó không chứa một tí chất béo nào luôn đó các bạn. Đó, soy protein và cá ngừ, 100g cá ngừ và một chén cơm ha. Còn option thứ hai đó là đây, một quả trứng luộc các bạn, một quả trứng luộc nha các bạn, một quả trứng luộc cộng với hai miếng bánh mì sandwich và một ly soy protein, hai muỗng soy protein. Đây là hai thực đơn mà giúp cho các bạn là vừa cung cấp đầy đủ protein động vật và thực vật này, thứ hai là cung cấp cái lượng carb nhân để mà sau một cái ngày dài mà các bạn luyện tập mệt mỏi cũng như là các bạn làm việc học tập mệt mỏi, thì cung cấp cho các bạn một lượng carb nhân vừa đủ. Một hai miếng này là bằng một chén cơm, một lượng carb nhân vừa đủ bù lại cái lượng mà mệt mỏi cũng như là sau cái quá trình mà các bạn luyện tập cũng như là học tập làm việc, và vừa đủ thôi chứ nó không có dư. Thứ hai đó là protein, thứ ba đó là vitamin khoáng chất. Đây là một cái option giúp cho các bạn là giảm cân vào bữa tối của bạn ha. Đây này các bạn, một chén cơm, một khúc cá 100g và một ly soy protein. Đơn thứ hai đó là đây, hai miếng bánh mì, một quả trứng và một ly soy protein. Thực bữa tối dành cho người giảm cân nó đơn giản vậy thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn.